Chuỗi 19, chuỗi bài tập yoga lưng cao chuyên đề tư thế không quả trồng chuối. Một, bắt đầu tư thế kim cương với hai cột sống thẳng. Hai, nâng mông ngồi lên hai gót chân với hai tay, hai gối tách rộng sang hai bên, hai tay vươn dài về trước. Ba, lưng hông lên cao, hai gối lên hai cánh tay, cột sống thẳng vươn dài ngược cằm về trước. Bốn, xiết cơ bụng lưng cao lại, hai bàn chân về gần hông, giữ căng mũi bàn chân, tư thế con quạ. 5. Chùm khuỷu tay hạ đỉnh đầu, chạm thẳng, đẩy hông lên cao, cột sống thẳng. 6. Xiết cơ bụng, dùng lực nâng hai gối lên cao. 7. Tiếp tục siết chặt cơ hông bụng, nâng hai chân lên cao, giữ cơ thể thăng bằng. 8. Điều chỉnh hai chân thẳng, không tạo áp lực lên vùng hai gáy, từ đỉnh đầu đến ngón chân nằm trên một đường thẳng, tư thế trồng chuối. 9. Thu đầu gối về đặt lên hai khuỷu tay, chuẩn bị cho tư thế con quạ. 10. Siết cơ bụng lưng đầu vùng ngực lên cao, vươn dài cằm về trước, tư thế con quạ. 11. Thả lỏng tư thế, hạ chân xuống thẳng, thư giãn hai cánh tay. 12. Trở về tư thế kim cương thư giãn. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã xem.